Trước đây 6 năm, cặp vợ chồng cô Lippi và anh Matthew Flasick ở New York, Mỹ đã có một đứa con trai. Họ đã rất cố gắng để có thêm đứa con thứ hai, nhưng đó là điều thực sự khó khăn. Nhưng rồi, nỗ lực của họ đã gặt được quả ngọt khi hơn nửa năm trước, Lippi biết mình đã mang thai lần nữa. Vào tuần thai thứ 9, sau khi đi khám và siêu âm, họ được biết đứa bé là con gái. Nhưng đó chưa phải là điều ngạc nhiên nhất, bởi vào tuần thai thứ 20, sau khi chụp lại hình ảnh siêu âm, cả gia đình đã không ngăn nổi sự ngạc nhiên. Họ thực sự không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy rõ ràng hình ảnh bàn tay với 5 ngón của con gái như một lời chào gửi tới họ. Sau khi chia sẻ bức ảnh lên mạng xã hội, bức ảnh đã nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt, đồng thời nhận được nhiều sự yêu thích cùng với vô số bình luận thú vị. Lippi hiện đang mang thai 30 tuần, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Cô chia sẻ, đây là một khoảng thời gian tuyệt vời và vô cùng ý nghĩa khi mà cô đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Mọi chuyện đến với Andrew Charles như một định mệnh. Chiếc ba lô giờ đây trở thành vật dụng chứa đựng sinh mạng của anh, không thể tách rời. Nhiều người xung quanh đã từng thắc mắc và chê cười trước thói quen ôm ba lô của anh, nhưng Andrew Charles lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, tự hào. Thì ra phía sau hành động đó là cả câu chuyện về một trái tim dũng cảm. Andrew Charles là một lực sĩ thể hình sinh sống tại Connecticut, Mỹ. Năm 2012, trong lúc đang tập luyện, Andrew bỗng thấy khó thở và muốn ngã quỵ. Mặc dù vô cùng hoảng hốt, nhưng anh vẫn không đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Andrew chỉ nghĩ đơn giản rằng nguyên nhân là do bản thân đã tập luyện quá sức. 2 năm sau đó, anh liên tục đối mặt với những cơn sốt cao và ho ra máu. Các bác sĩ đã tiến hành chẩn đoán và thông báo rằng Andrew mắc phải chứng bệnh liên quan đến cấu trúc tim mạch. Đây là chứng di truyền khiến máu không thể bơm từ tim ra khắp cơ thể. Tại đây, các bác sĩ cũng cho biết tim của Andrew đã quá yếu để có thể chịu đựng những vận động mạnh. Vậy là ước mơ thể hình của chàng lực sĩ trẻ tuổi bỗng khép lại. Tuy nhiên, căn bệnh này cướp đi của Andrew nhiều hơn thế. Anh không thể đứng, đi bộ hay thậm chí là di chuyển nhẹ. Ngay cả việc ăn mặc thông thường cũng gặp nhiều khó khăn. Bác sĩ nói rằng nếu không sớm cấy ghép tim, Andrew có thể sẽ chết. Nhưng thật không may, lúc này tại bệnh viện lại không có nội tạng thay thế. Cuối cùng, Andrew chỉ còn cách chọn lựa, lắp đặt thiết bị gồm một quả tim nhân tạo và máy tạo nhịp tim ngoài cơ thể. Những vật dụng này được Andrew cất giữ cẩn thận trong chiếc ba lô và trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu trong cuộc sống mỗi ngày. Dù đang đùa giỡn với tử thần, nhưng Andrew luôn lạc quan và rất biết ơn vì được sống. Như sống lại một cuộc đời mới, Andrew đã chia sẻ về những ngày tăm tối của 2 năm trước rằng bạn không thể thở, không thể ngủ, không thể suy nghĩ, không thể nào ăn được. Chung sống với căn bệnh ấy khiến tôi suy kiệt cả về sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần. Tôi buộc phải dừng làm việc vì không thể đứng quá 10 phút. Tôi không dám xuống bếp nấu ăn vì sẽ phải leo lên, leo xuống cầu thang. Tôi chẳng thể nào mặc quần áo mà không thở hồng hộc, kiệt quệ sức lực sau đó. Cuộc đời tôi vụn vỡ và tôi chỉ mong có một sự giải thoát. Giờ đây Andrew có thể quay trở lại luyện tập bình thường và sống với đam mê của chính mình. Tuy phải mang theo ba lô mọi lúc mọi nơi, nhưng anh không hề cảm thấy điều này là một áp lực. Nó khiến tâm hồn Andrew trở nên nhẹ nhõm và thanh thản hơn. Andrew Charles thậm chí đã tự phát động một chiến dịch từ thiện, vận động mọi người quyên góp nội tạng sau khi qua đời mang tên Hearts and Lungs. Sau khi được sống lại, anh càng ý thức sâu sắc tầm quan trọng của sinh mạng và quyết định biến cuộc đời mình trở nên ý nghĩa, trọn vẹn hơn, đồng thời mong muốn những người giống anh cũng có cơ hội được sống một lần nữa. Gần đây đã có liên tục nhiều vụ ngược đãi động vật khiến cho dư luận hết sức phẫn nộ. Rất nhiều tổ chức bảo vệ cũng như những người yêu động vật đang đứng lên để đòi lại công bằng cho những con vật đáng thương. Nhưng có vẻ tất cả sự giúp đỡ đó vẫn chỉ là bèo bọt so với những con người toan tính lợi ích riêng mà bất chấp làm hại con vật vô tội. Gần đây nhất, dư luận lại thêm một lần rúng động bởi trường hợp ngược đãi động vật khác xảy ra. Và tồi tệ hơn, nạn nhân lần này lại là động vật biển. Một đối tượng mới được nhóm người tàn ác ưu ái đưa vào danh sách tấn công. Một nhóm thợ lặn đã vô cùng bàng hoàng khi bắt gặp 2 con cá nược, một loài cá có họ hàng với cá heo, bị giam giữ dưới lòng biển trong tình trạng hết sức tồi tệ.
Theo thông tin do người dân vùng này cung cấp, chúng là hai mẹ con bị bắt giữ lại để làm cảnh cho khách du lịch chụp hình khi thăm thú lòng biển cả. Tệ hơn nữa, mẹ con cá nược này đã bị bắt giữ cách đây rất lâu. Chúng bị tách rời khỏi nhau bằng hai lồng sắt, bị cột chặt bằng một búi dây thừng lớn trong thời gian dài. Chiếc đuôi của con mẹ không ngừng tươm máu, vết thương thì ngày càng trở nên sâu hóm. Xót xa cho cảnh tượng quá dã man trên, nhóm thợ lặn quyết định can thiệp và bắt các ngư dân hứa rằng sẽ thả chúng về với biển. Mặc dù các ngư dân đã chấp nhận đề nghị, nhưng nhóm thợ lặn vẫn làm một phương án đề phòng. Họ ghi hình lại cảnh nuôi nhốt đầy đọa hai con vật cá nược đáng thương, sau đó gửi cho một trung tâm bảo vệ động vật. Quả không ngoài dự kiến, sau một thời gian trung tâm nhận được đoạn phim, họ quay trở lại vùng biển đã bắt giữ hai mẹ con cá nược và phát hiện chúng vẫn bị giam cầm. Khi có sự vào cuộc của trung tâm bảo vệ động vật, thì hai mẹ con cá mới hoàn toàn được tự do trở lại. Qua sự việc trên, dư luận đã vô cùng phẫn nộ và lo lắng khi động vật hiện đang đứng trên vấn nạn ngược đãi ở mức báo động cao. Nếu con người chúng ta vẫn không ý thức, thì những loài động vật quý hiếm trên trái đất này sẽ biến mất trong chính bàn tay ta. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 19 tháng 7 tại khoa chấn thương 3 của Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Bệnh nhân là anh Trần Văn Thảo, 37 tuổi, ngụ Ứng Hòa, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, anh Thảo bị liệt dây thần kinh chày trước, chân đi chấm phẩy. Chân phải cũng có vết mổ do trước đây anh từng bị gãy xương đùi. Bệnh nhân được đưa vào phòng mổ. Lúc mổ xong, bệnh nhân tỉnh lại mới phát hiện ra bị mổ nhầm chân. Ngay lập tức, các bác sĩ đã chuyển sang phẫu thuật chân trái cho anh. Tuy nhiên, tin tức trên truyền thông cho biết, trước khi mổ chân trái như đúng chỉ định, bác sĩ đã yêu cầu người nhà đóng thêm tiền để thực hiện phẫu thuật lần nữa, khiến người nhà anh Thảo rất bức xúc. Hiện các bác sĩ đã chuyển vạt cơ, đưa một phần cơ chày sau lên trên để nối cơ chày trước ở chân phải, giúp anh Thảo có thể hoạt động bình thường sau này. Hiện lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức đã yêu cầu trưởng phó khoa rà soát lại toàn bộ vụ việc xem lỗi ở khâu nào và bệnh viện đã tiến hành gặp người nhà bệnh nhân để giải thích và xin lỗi. Về mặt chuyên môn, bệnh viện thừa nhận sai sót. Đây không chỉ là lỗi của phẫu thuật viên mà là lỗi của cả ekip. Từ người sát trùng cho tới người gây tê đã không kiểm tra kỹ càng, dẫn đến nhầm lẫn khi phẫu thuật. Lãnh đạo bệnh viện chia sẻ với truyền thông. Lãnh đạo bệnh viện này cũng cho biết sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, miễn phí toàn bộ chi phí điều trị, hồi phục sức khỏe và theo dõi sức khỏe sau này cho bệnh nhân. Được biết, Bệnh viện Việt Đức cùng với Bệnh viện Bạch Mai Chợ Rẫy là những bệnh viện ngoại khoa hàng đầu Việt Nam. Mùa hè này, khách sạn Nordstern đã mở một kiểu dịch vụ nghỉ ngơi theo phong cách nghệ thuật. Chỉ một căn phòng duy nhất được dựng lên dưới bầu trời trong xanh, bên sườn núi thiên nhiên ở Graubünden, Thụy Sĩ. Nhưng điều đặc biệt là căn phòng, bao gồm sàn nhà gạch, giường đèn và bàn đêm này lại không có ba bức tường cao hay trần nhà để che nắng che mưa. Giá của căn phòng đặc biệt này là 154 bảng một đêm. Đây là ý tưởng của nghệ sĩ Frank và Patrick Ricklin và Daniel Charbonnier. Nghệ sĩ này hy vọng đây sẽ là bước khởi đầu triển vọng để mở rộng dự án giới thiệu cảnh quan thiên nhiên của Thụy Sĩ. Năm 2008, họ từng mở một phòng khách sạn là hầm tránh bom hạt nhân ở Stengalen. Mặc dù căn phòng này hoàn toàn khác hẳn phòng tránh bom dưới lòng đất, thế nhưng tinh thần và khái niệm cốt lõi của chúng lại giống nhau. Đó là để đưa khách vào một trải nghiệm thực sự, tập trung vào những điều phi vật thể bằng cách tối giản ngoại cảnh, Daniel cho biết. Thụy Sĩ sẽ là đất nước đầu tiên biến chính mình thành một khách sạn. Vì chỉ có một phòng, khách sẽ phải đi bộ đến nhà vệ sinh công cộng cách giường của họ khoảng 10 phút. Bất chấp việc không có tường hay trần nhà, khách vẫn sẽ được tiếp đón và phục vụ chu đáo. Có quản gia gọn gàng, phục vụ rượu, rotelli và món xúc xích khô. Dù chưa rõ khách sẽ phải chống chọi thế nào với gió lạnh khi dự báo thời tiết là khu vực này sắp có dông bão. Tuy nhiên, khách có thể hủy phòng bất cứ lúc nào vì thời tiết xấu.